Sau đây là phần tóm tắt của nội dung của Essential Cardano 360, tháng 8 năm 2023. Video được Input Output thực hiện vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Nội dung tổng hợp và dịch thuật được thực hiện bởi các vn Chúc các bạn thu lượng được nhiều kiến thức bổ ích Sau đây là nội dung chính Xin chào và chào mừng bạn đến một tập khác của Essential Cardano 360. Vòng tròn hàng tháng của bạn chỉ là một số tin tức và phát triển mới nhất từ khắp hệ sinh thái Cardano. Hôm nay, tôi đang thảo luận với bạn từ Colorado ấm áp và nắng, nơi chúng tôi đã tận hưởng sự kiện Evo hiếm hoi. Thêm từ đây sau này trong chương trình, nhưng trước khi chúng tôi đi sâu, hãy chắc chắn rằng bạn thích đăng ký và nhấn vào biểu tượng veo đó để có được tất cả các tin tức mới nhất và tuyệt vời nhất về các Dano từ đội tại iog đó là một tháng bận rộn khác và chúng tôi đã có một số cập nhật tuyệt vời cho bạn hôm nay chúng tôi sẽ đăng ký với nhóm vlei chúng tôi đã có một bản cập nhật từ arno bailey trên Mithrin ra mắt gần đây trên Mainnet, cộng với nhóm Catalyst project project và hãy theo dõi cho đến khi kết thúc để cập nhật nhanh về tiến trình vào midnight sai trên bảo vệ dữ liệu mới. Nhưng trước tiên, Rudy và Oswaldo từ nhóm ví Lace bàn bạc với Ada Hander để thảo luận về sự hợp tác mới nhất của họ. Ada Hander lấy sự phức tạp ra khỏi địa chỉ ví, cung cấp cho người dùng một địa chỉ tùy chỉnh đơn giản, đáng nhớ để sử dụng thay thế, được bảo đảm trên bờ lóc trên các Dano. Hãy tìm hiểu thêm. Xin chào, tôi là Rudy, người quản lý cộng đồng cho ví Lace. Tôi rất vui mừng được ở đây hôm nay trong một tập nữa của các Dano 360. Hôm nay tôi có một nhóm khách rất thú vị để chia sẻ với bạn. Tôi được tham gia bởi ví Lace, ví Ethan và Ada Hander tôi muốn bắt đầu với gus và tôi đã có hai câu hỏi trong đầu tính năng cá nhân hóa này mang lại điều gì cho hệ sinh thái và nói chung cho toàn bộ ngành công nghiệp và câu hỏi thứ hai tôi có trong đầu là quan trọng nhất, thực sự. Tại sao ví Lace và ví Ethan cho chúng tôi cá nhân hóa là bước đầu tiên của ADA đối với bản sắc on-chain? Và ý tôi là người dùng bây giờ là người dùng có được cách thể hiện trực quan bằng cách sử dụng HANDER của họ và họ có thể tương tác phổ biến với các ứng dụng khác nhau trên các Dano để triển khai phiên bản SIP 68 mới này. Và ý tôi là một số người có thể xem đại diện trực quan là một sự mới lạ và họ không nhất thiết phải sai, nhưng bản thân nền tảng đã được xây dựng như một cách để sửa đổi dữ liệu và đối với chúng tôi, để đưa nó từ bước đầu tiên của chúng tôi như một đại diện trực quan như là sự liên kết của nó với các handler, làm thế nào để chúng tôi giải quyết các vấn đề nhận dạng lớn hơn như quyền riêng tư dữ liệu on hiệu ứng cho cách chúng tôi ủy quyền hoặc xác thực dữ liệu on trên. Và đối với chúng tôi, đó là những gì cá nhân hóa đại diện cho. Đây là lần đầu tiên người dùng có thể có một số biểu diễn với danh tính của họ on trên được lan truyền trên nhiều ứng dụng một cách liền mạch khi chúng tôi tận dụng tiêu chuẩn ship 68, và để trả lời câu hỏi thứ hai của bạn. Tại sao chúng tôi chọn ví LACE và ví ETHERN để dẫn đầu tính năng này? Đó là vô số lý do. Xử lý như là triển khai ban đầu của một công cụ, làm cho tên của nó bằng cách thực hiện trên ví. Và những người thực hiện quan trọng nhất của nó là các ví tồn tại trên các nô, và nó rất có ý nghĩa đối với chúng ta khi đi cùng với các dự án như ví lace và ví ethern ví ethern có một cơ sở người dùng rất lớn và chuyên dụng ví lace có một đội ngũ rất lớn và một lộ trình rất tham vọng và chúng tôi muốn tận dụng những điều đó và có thể được thực hiện trong một số ví quan trọng nhất trên các nô chuyển sang ví sau đó, tôi cũng muốn hỏi bạn làm thế nào để hợp tác với Ada Handler. Quá trình này như thế nào và nhóm cảm thấy thế nào về nó? Trên thực tế, điều đó rất dễ dàng. Gus ở đây đã tiếp cận với đội và họ đã đề cập đến tính năng này mà họ đã làm việc trong vài tháng qua và cá nhân xử lý. Họ đã làm việc với cái này và điều đó có ý nghĩa đối với họ rõ ràng là hợp tác và đó là một niềm vui cho chúng tôi thực sự. Toàn bộ quá trình đã chân tru. Họ đã trình bày các trường hợp sử dụng. Chúng tôi đã thảo luận về nhóm UXUI với các kỹ sư và đã có sẵn vào cuối 1.4. Trong trường hợp bạn chưa tải lên, điều đó đã có sẵn. Nếu bạn có một handler, bạn sẽ có thể cá nhân hóa nó trong đề áp xử lý ADA và sau đó thấy nó rất liền mạch. Nếu bạn hỏi tôi, bạn sẽ có nó ngồi đó trên ví mới nhất của bạn. Tôi phải nói rằng các tính năng khác trông thực sự tuyệt vời trên ví lây. Tôi chỉ muốn hỏi bạn từ quan điểm của người dùng, động lực là gì? Lý do đằng sau cách hiển thị handle được cá nhân hóa trong ví Lace là gì? Nếu có bất cứ điều gì bạn muốn thêm, để chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi, trước hết là ví dễ sử dụng nhất ngoài kia. Chúng tôi tập trung vào hệ thống kinh tế và các tính năng liên quan khác. Hợp tác và hợp tác với phần còn lại của cộng đồng là điều quan trọng đối với chúng tôi. Thật hợp lý trong trường hợp này để hợp tác mà không cần xử lý vì chúng tôi muốn đưa nhiều người dùng vào blog trên hiện có. Bất cứ điều gì làm cho trải nghiệm nghiệm người dùng tốt hơn chắc chắn sẽ tăng thêm giá trị cho chúng tôi và toàn bộ hệ thống. Giao diện người dùng UI và trải nghiệm người dùng UX của chúng tôi là trọng tâm chính đối với chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực để làm cho trải nghiệm trở nên liền mạch nhất có thể. Có nhiều điều chúng ta cần tìm ra, không chỉ trong hệ sinh thái của chúng ta, mà còn trong cộng đồng blog trên rộng hơn. Chúng tôi muốn sử dụng blog trên dễ dàng như web 2.0 ngày nay. Hiện tại, bạn có thể thấy NFTs và các tính năng cá nhân hóa của mình trong La Nó đẹp và trực quan, gần như dễ dàng như web 2.0. Chúng tôi cũng có các thư mục NFT trong La cho phép bạn phân loại các NFT như bạn muốn điều này sẽ giúp việc quản lý NFT của bạn dễ dàng hơn, bao gồm cả hander quảng cáo của bạn và bất kỳ nick nào khác mà bạn có sẵn. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Chúng tôi biết có rất nhiều biệt ngữ kỹ thuật, nhưng nếu chúng tôi muốn gia nhập, bao gồm cả gia đình và bạn bè, chúng tôi cần làm cho mọi thứ dễ tiếp cận hơn và liền mạch. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với những người khác chia sẻ sứ mệnh của chúng tôi về việc mang lại người dùng mới và làm cho mọi thứ dễ dàng hơn. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với nhóm xử lý quảng cáo và chúng tôi muốn nghe quan điểm của bạn về sự hợp tác và những gì bạn đã lên kế hoạch ví e Tôi hoàn toàn đồng ý với thẩm thấu. Làm việc với nhóm xử lý quảng cáo luôn dễ dàng và phiên bản ví e hiện tại có thể hiển thị hình ảnh tùy chỉnh cho NFT xử lý quảng cáo. Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc thiết kế lại giao diện người dùng của chúng tôi cho phiên bản V2 ví e Chúng tôi cũng đang xem xét cách kết hợp tính năng cá nhân hóa của ADA Android vào UI mới. Điều này có thể không có sẵn ngay từ đầu, nhưng nó sẽ là ưu tiên hàng đầu sau khi ra mắt. Trong khi đó, chúng tôi đã tạo ra một số nền xử lý theo chủ đề mê hoặc, và hãy theo dõi sự ra mắt của họ. Tôi rất vui mừng khi thấy La Díu Alex và cộng tác với Ethan và hỗ trợ một trong những dự án lớn nhất và thú vị nhất trong hệ sinh thái các Dano. Trước khi chúng tôi kết thúc, tôi muốn nghe thêm về những gì tiếp theo cho các dự án của bạn. Chúng tôi có một vài điều trên lộ trình ngay lập tức của chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi có hai đề xuất trong quỹ sắp tới thông qua Project Catalyst. Một là về việc phi tập trung cơ chế khai thác của HandleS và cái còn lại là liên tục mở rộng thị trường cá nhân hóa để phù hợp với nhiều tương tác của người dùng với Hander của họ thị trường này sẽ đóng vai trò là giao diện một cửa cho các hoạt động liên quan đến hander khác nhau chẳng hạn như phân phối hander phụ cá nhân hóa hoặc sửa đổi dữ liệu trong hander và thậm chí là một thị trường thứ cấp để xử lý giao dịch chúng tôi cũng đang xem xét khả năng cho phép người dùng thuê hander của họ theo kiểu mạng ngang hàng đây là một số điều chúng tôi đang khám phá nhưng ưu tiên của chúng tôi ngay bây giờ là chuẩn bị hander phụ và làm cho chúng có sẵn điều đó khá tuyệt vời bạn không nghĩ sao bạn có gì để thêm vào la không Chắc chắn, tôi có thể đề cập đến ba điều. Trong ngắn hạn và giữa kỳ, chúng tôi đang làm việc để hỗ trợ đầy đủ sổ cái và ví phần cứng che dô. Nó đang được tiến hành. Một tính năng khác tôi muốn đề cập là đa điểm. Chúng tôi đang làm việc trên một phiên bản tốt hơn của tính năng này và hy vọng nó sẽ sớm có sẵn, sẽ có sẵn với phiên bản 1.5. Tôi không muốn vội khoe nó, nhưng chúng tôi đang nỗ lực và làm tất cả những gì có thể để làm cho nó có thể trong lần phát hành tiếp theo. Vào giữa kỳ, đây là điều mà chúng tôi đã đá tắt trong quý này với nỗ lực và làm việc cho ví Lace Mobile. Và trong quý này, chỉ về việc thiết lập đường cơ sở và tất cả các kỹ thuật. Nhưng tôi sẽ nói trong bản phát hành tiếp theo. Bạn sẽ rất vui mừng với Village Mobile, nâng cao trải nghiệm người dùng của bạn. Như bạn đã biết, cộng đồng đang yêu cầu di động Vílay và nó sẽ thực sự thú vị cho họ. Cảm ơn bạn vì điều đó. Bạn có muốn cho chúng tôi một cái nhìn tổng quan về những gì Ví Ethan đang lên kế hoạch và chúng tôi có rất nhiều công việc phía trước của chúng tôi. Eternity phiên bản V2 sẽ khiến chúng tôi bận rộn trong vài tháng tới. Trong khi đó, chúng tôi cũng có một vài đề xuất Catalyst có một về việc làm cho nhiều người dùng ví E thân có thể truy cập được, một đề xuất wiki nhỏ nơi chúng tôi muốn thêm nội dung vào wiki mới được tạo của chúng tôi và một đề xuất khác để cho phép ví E thân chạy trong năm tới. Tôi muốn đóng với một lời kêu gọi hành động cho tất cả các ứng dụng. Gần đây chúng tôi đã triển khai một tính năng beta có tên Dano Connect, được đặt theo tên SIP45, nó tương tự như Wallet Connect nhưng thực sự mạng ngang hàng. Và nếu bạn muốn thực hiện nó, xin vui lòng tham gia Discord của chúng tôi để biết thêm thông tin về điều đó. Cảm ơn bạn, Marcel. Và đó là tất cả. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia với chúng tôi hôm nay. Thật tuyệt vời khi nghe về những dự án thú vị này và sự hợp tác này đã thực sự tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Tôi chỉ muốn nhắc bạn đừng quên tạo ra handle được cá nhân hóa của riêng bạn và tất nhiên, thể hiện nó trên ví Lace và ví Ethan. Tôi sẽ để lại sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Cảm, Cảm ơn Gus và Marcel vì myself đã tham gia cùng chúng tôi. Và hãy chắc chắn theo dõi ví Lace trên Twitter để biết tin tức mới nhất. Và nếu bạn đang ở Las Vegas cho NFT 10, Nhóm Viley sẽ ở đó và hãy dừng lại và nói xin chào. Giờ đây, Mithrin đã đạt được một cột mốc quan trọng vào tháng 7 với việc triển khai menet đầu tiên và đã đăng ký một số SPO để tạo ra chữ ký và thử nghiệm. Điều đã bắt kịp Arnold Bailey để thảo luận về nơi dự án sẽ diễn ra và một số trường hợp sử dụng trong tương lai mà nhóm đang điều tra với cộng đồng. Tôi là người quản lý tiếp thị và truyền thông ở đây tại IOG và hôm nay tôi đang nói về Arnold nói về Mithrin. Xin chào, tôi là Arnold Tôi là người dẫn đầu AMA tại Mithrin và hãy nói cho tôi biết, Arno, tình trạng hiện tại của Mithrin ngay bây giờ là gì? Chúng tôi đã triển khai phiên bản đầu tiên của Mithrin Mainnet vào ngày 11 tháng 7, nếu tôi nhớ chính xác. Và Điều này có nghĩa là bây giờ niềm vui thực sự bắt đầu. Chúng tôi có các SPO ký vào cơ sở dữ liệu mới đầy đủ trên Mainnet, đó là 150GB y tế dữ liệu, và chúng tôi có bộ tổng hợp chạy có thể cung cấp và cung cấp dữ liệu cho người dùng, và về cơ bản họ có thể quay một đốt đầy đủ toàn diện trong khoảng một giờ. Gần đây chúng tôi đã thực hiện một số cải tiến cho khách hàng thực sự giới hạn việc sử dụng băng thông của bạn. Bây giờ, bạn bị giới hạn bởi băng thông của bạn và thực tế là bạn vẫn phải tải xuống 70 GB y tế dữ liệu hoặc 60 hoặc 17 GB y tế dữ liệu và trích xuất nó. Nhưng quá trình xác minh rất nhanh và sau đó phần tử khởi động rất nhanh. Đó là nơi chúng tôi đang ở. Chúng tôi có khoảng 66 SPO đã đăng ký vào ngày hôm nay. Điều này khá tuyệt vời vì đó đã tăng gấp 3 hoặc 4 lần so với những gì chúng tôi có trong mạng thử nghiệm và có sự vui mừng tốt trong cộng đồng SPO và mọi người đang tham gia. Chúng tôi cũng đang đánh bóng và thực sự cố gắng thực hiện quá trình trên tàu càng đơn giản và không rắc rối nhất có thể. Điều đó thực sự tuyệt vời. Và chúc mừng bạn đã tham gia Mainnet và khiến cộng đồng vui mừng. Tôi đoán câu hỏi tiếp theo của tôi sẽ là, có gì xung quanh cho Mithrin? mục tiêu chính ngay bây giờ là tăng số lượng spo tham gia mạng vì bảo mật của toàn bộ giao thức phụ thuộc vào một đóng góp lớn và càng có nhiều spo sẽ ký các snapshot giao thức sẽ càng an toàn đó thực sự là trọng tâm chính ngay bây giờ một tác phẩm khác và mục tiêu ngắn hạn mà chúng tôi đang làm việc là tham gia với cộng đồng để biến nó thành siêu để triển khai người ký đi mít trí và cũng làm việc trên các trường hợp sử dụng một khía cạnh thứ ba mà chúng tôi cũng đang tham gia vào cộng đồng là làm việc theo mô hình khuyến khích cho các sports và nghĩ nhiều hơn về việc cố gắng xây dựng một mô hình kinh tế cho chính Therin. Nó không chỉ về các ưu đãi, nó thực sự là về giá trị được cung cấp cho ai đó. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với những người thử nghiệm mà chúng tôi có. Tôi nghĩ một phần mềm thú vị khác là sự tích hợp với ví nhẹ hoặc ví lace nói chung. Đã có một số bằng chứng về khái niệm nổi xung quanh nơi người ta có thể khôi phục ví máy tính để bàn của ví lace bằng cách sử dụng nề treo nhưng tôi nghĩ rằng giá trị chính sẽ là tích hợp với các khách hàng dựa trên web hoặc nhẹ, cho dù đó là dựa trên web hay dựa trên thiết bị di động. Vốn là một trong những mục tiêu chính và các trường hợp sử dụng cho mưu chùa ngay từ đầu. Tôi chắc chắn rằng người dùng ví lace sẽ rất đánh giá cao việc thực hiện này với Metro bất cứ khi nào. Nhưng đây là một sự khác biệt tốt để tôi hỏi những gì khác các trường hợp sử dụng bạn có thấy trước cho M-I-T-H-R-I-L trong tương lai gần không từ quan điểm kỹ thuật chúng tôi đang ở giai đoạn hoạt động chúng tôi hiện đang chứng minh rằng nó hoạt động chúng tôi muốn đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động ở quy mô của menet vì quy mô của menet tất nhiên rất khác với thang đo của testnet có một lớp kỹ thuật nhưng những gì chúng tôi thực sự quan tâm trong trung hạn là làm việc trên các trường hợp sử dụng thực sự tốt trường hợp sử dụng đầu tiên mà chúng tôi đã làm việc cho đến nay là việc khôi phục một đốt đầu đủ gần đây tôi đã phát hiện ra rằng đây không phải là một trường hợp sử dụng siêu thường xuyên nhưng đó là một trường hợp rất thú vị đặc biệt là trong một trường hợp cụ thể hoàn cảnh đó là khi bạn nâng cấp nốt đầy đủ khi bạn nâng cấp một nốt đầy đủ bạn cần phải xác nhận lại mọi thứ và tái cấu trúc toàn bộ trạng thái sổ cái tôi biết một thực tế là một fpo thực sự đã nâng cấp nốt của họ bằng metro và nó được thực hiện trong khoảng một giờ đó là một cải tiến đáng kể điều này có nghĩa là nâng cấp các nốt đá mây ít đáng sợ hơn đơn giản hơn và có thể được thực hiện dễ dàng hơn đây là một trường hợp sử dụng thực sự thú vị trong thời gian dài tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có trường hợp sử dụng thú vị hoặc muốn cung cấp một dịch vụ cụ thể cho một nhóm người dùng để tạo công cụ tổng hợp của riêng họ và cung cấp dịch vụ đó theo những cách cụ thể đó là nơi tâm trí của chúng ta tham gia với cộng đồng các khách hàng nhẹ có thể là trường hợp sử dụng thú vị và chúng tôi cũng đang thảo luận với những người xung quanh cầu sai trên khi bạn di chuyển tài sản giữa hai chuỗi khác nhau bạn cần chứng minh rằng các tài sản thực sự nằm trong chuỗi bạn đang di chuyển chúng xung quanh đó là nơi Mithril phát huy tác dụng bởi vì bạn có thể cung cấp một bằng chứng dựa trên tỷ lệ thăng thiên lớn của mạng Actor không chỉ một số cầu nối đang chạy phi tập trung mạng của mạng sẽ là chìa khóa để mở khóa sức mạnh của kiểm soát điều này tương đối khó khăn từ quan điểm kỹ thuật nhưng có nhiều sản phẩm khác và nó dựa trên thực tế là cộng đồng sẽ hiểu tương hỗ là gì hoạt động của nó và có thể xây dựng các trường hợp sử dụng thú vị mới đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng làm việc với các spo nhà xây dựng web nhà cung cấp ví và bất kỳ ai trong mạng các Dano để tận dụng kiểm soát. Ồ, oh, và tôi đã quên đề cập đến một trường hợp sử dụng thú vị mà chúng tôi cũng đang làm việc. Đó là sự tích hợp giữa Hydra và Mithrin. Bạn sẽ có thể chạy nốt Hydra và khởi động một nốt lai like bằng cách sử dụng nốt đầy đủ khởi động từ Mithrin, làm cho việc triển khai Hydra rất nhanh. Ngoài ra còn có rất nhiều hiệp lực được xây dựng ở đây. Vô số những thứ thú vị xuống đường ống. Chúng tôi đã nói về các mục tiêu ngắn hạn. Trung hạn và dài hạn và tất cả nghe có vẻ thực sự tốt, nhưng làm thế nào cộng đồng có thể liên lạc và tham gia vào việc này? Tôi chắc chắn rằng danh sách có thể tiếp tục cho hơn 60 SPO. Chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để làm cho giao tiếp đẹp mắt và hấp dẫn và dễ làm việc mạng trực quan có thể được tìm thấy ở vị trí tốt kênh discord trên cộng đồng kỹ thuật của iog rất hoạt động ngoài ra còn có một vài bản cập nhật định kỳ được cung cấp trong các khóa học spo và tất nhiên kho lưu trữ github là nơi các bản cập nhật mới được chia sẻ id mới tính năng thảo luận thực sự có thể được chia sẻ điều đó thực sự tuyệt vời chà cảm ơn bạn rất nhiều vì những bản cập nhật này cảm ơn bạn và một lời chúc mừng đặc biệt cho tất cả các post đã tham gia trong suốt giai đoạn thử nghiệm Mithrin. Chúng tôi không thể làm điều đó mà không có bạn. Và nếu bạn muốn tham gia và bắt đầu thử Mithrin, bạn sẽ tìm thấy liên kết Discord bên dưới, phần 10 phải cung cấp và chính thức bắt đầu thời gian bỏ phiếu. Hãy đăng ký với Daniel và Chris để biết thêm của Project Catalyst. Chúng tôi đi sâu vào quỹ Catalyst 10, và trong tháng qua, Cộng đồng các Danro đã làm việc thực sự cẩn trọng trong việc xem xét và cung cấp phản hồi cho các đề xuất về các đề xuất của họ được gửi vào quỹ Catalyst 10. Sau một thời gian đánh giá cộng đồng sản xuất, hôm nay, kể từ ngày 31 tháng 8, đánh dấu sự bắt đầu của hai tuần bỏ phiếu để quyết định về những đề xuất nào trong số các đề xuất này sẽ nhận được tài trợ. Tôi cũng vui mừng thông báo rằng chúng tôi có nhiều đăng ký người bỏ phiếu trong quỹ 10 hơn bất kỳ vòng tài trợ Catalyst nào trước đây cho đến nay và đối với những bạn đã đăng ký trước thời hạn đăng ký người bỏ phiếu ngày 18 tháng 8 giờ đây bạn có thể tham gia bỏ phiếu, có nghĩa là bạn có thể tải xuống ứng dụng bỏ phiếu của Project Catalyst từ Google Play và Apple iOS và bắt đầu bỏ phiếu cho bạn yêu thích đề xuất. Đối với những người có thể không may bỏ lỡ cơ hội đăng ký để bỏ phiếu trong khoảng thời gian này, đừng lo lắng, biết rằng ý kiến của bạn và phiếu bầu của bạn thực sự quan trọng và sẽ có rất nhiều cơ hội để bạn tham gia vào các vòng tài trợ trong tương lai. Cho dù bạn là một cựu chiến binh Catalyst hay bạn là người mới đến các Dano và muốn hiểu Project Catalyst là gì, có lẽ chúng ta có thể dành một vài khoảnh khắc chỉ để tóm tắt lại hệ sinh thái các Dano về phía trước. Đối với điều đó, tôi muốn giới thiệu bạn với Daniel Riba, người quản lý dự án cộng đồng của chúng tôi về Catalyst và để nói với bạn thêm một chút về những gì Catalyst hướng tới. Danny, cho bạn, hoàn toàn. Cảm ơn bạn, Rick. Đối với những người bạn đã đóng góp và thấy sự tiến hóa của Catalyst trong những năm qua, bạn thực sự hiểu rằng việc ra mắt Catalyst có ý nghĩa như thế nào và toàn bộ quá trình đề xuất quan trọng như thế nào để đưa những ý tưởng có ý nghĩa đó vào cuộc sống và thúc đẩy các nô tiến lên. Và khi chúng tôi khởi động bỏ phiếu cộng đồng, hãy nhanh chóng nhắc nhở bản thân về Catalyst là gì và tất cả chúng ta đều làm việc với nhau. Catalyst là một tròm sao hữu cơ của nhiều cá nhân hình thành nên các tổ chức và cộng đồng khác nhau đang kết hợp với nhau như một trong những quỹ đổi mới phi tập trung lớn nhất thế giới đã phân bổ. Tổng cộng, khoảng 50 triệu đô la trong hơn 1.000 dự án với các thành viên trong nhóm dựa trên hơn 100 các quốc gia trên toàn thế giới. Nó thực sự chạm vào nhiều ngành công nghiệp và trường hợp sử dụng. Tất cả đều có một yếu tố chính chung và đó là nâng cao hệ sinh thái các đàn ồ. Và, như một điểm mấu chốt, Catalyst thực sự là một quảng trường công cộng cho sự đổi mới phục vụ như một lĩnh vực chung cho bất kỳ thành viên hệ sinh thái nào, để thành lập các nhóm, hợp tác và cuối cùng thực hiện mục tiêu của các đề xuất được tài trợ, và tất cả trong một môi trường khá cho phép. Khái niệm này thực sự đơn giản. Tôi thấy một vấn đề trên thế giới cần giải quyết tôi có ý tưởng làm thế nào để đi về nó. Sau đó tôi có thể đi và gửi ý tưởng này cho cộng đồng để phản hồi, lặp lại dựa trên nó. Sau đó tôi có thể học ngay cả làm thế nào để hợp tác, thậm chí các nhóm thành lập và gửi đề xuất của tôi cho một đánh giá do cộng đồng lãnh đạo, xem xét các tiêu chí như tính khả thi hoặc giá trị đối với tiền, và cuối cùng xem xét một cuộc bỏ phiếu cộng đồng công cộng. Nói về điều đó, Chris, còn bỏ phiếu này thì sao? Và đó là phần quan trọng nhất của quá trình này. Tôi sẽ tranh luận, và hai tuần tới sẽ cực kỳ quan trọng để giúp hiểu con đường và hướng của Catalyst trong tương lai trông như thế nào, cũng như sự phát triển liên tục của các Dano. Catalyst Phan 10 có bản chất rất giống với những người trước đó mà chúng tôi đã chạy, mặc dù đã có một vài sự khác biệt đáng giá. Trước hết, có 50 triệu đô la một năm để tham gia để phân phối cho các sáng kiến và dự án kỹ thuật do cộng đồng lãnh đạo sẽ thúc đẩy state các Dano. 50 triệu đô la ADA là số ADA nhất mà chúng tôi đã phân phối trong một quỹ duy nhất, và điều đó một mình là đáng lưu ý. Tương tự, có rất nhiều biểu đạt mới để tài trợ 10, đã có một số thay đổi về cách các quy trình và chương trình hoạt động trong tương lai. Một khi 10 dự án thực sự được tài trợ, tất cả chúng sẽ được cung cấp theo các mốc quan trọng, và tài trợ sẽ chỉ tiếp cận họ một khi các cột mốc đã được xác minh vì được giao. Điều này cung cấp mức độ trách nhiệm và niềm tin cao trong cộng đồng rằng các dự án thực sự đang thực hiện những lời hứa của họ, và đã có rất nhiều ví dụ về các dự án tuyệt vời được tài trợ trong hai năm qua và một nửa năm. Chẳng hạn như các dự án cơ sở hạ tầng đang cho phép hàng ngàn nhà xây dựng các nano có sẵn công cụ để xây dựng các ứng dụng của tương lai, thông qua các dự án phát triển tài sản gây quỹ ở châu Phi nơi đăng ký các quỹ cộng đồng được đăng ký thông qua bờ blockchain sử dụng các nano được tài trợ thông qua Project Catalyst có một loạt các trường hợp sử dụng và những đổi mới kinh doanh và sáng tạo tuyệt vời đã được thực hiện thông qua tài trợ Catalyst và một lần nữa đến với cuộc bỏ phiếu. Đây là lý do tại sao nó thực sự quan trọng. Phiếu bầu của bạn và ý kiến của bạn thực sự quan trọng và chúng thực sự tạo ra tác động có thể cảm nhận được khi gợn sóng và thủy triều và sóng qua hệ sinh thái các đa trong nhiều tháng tới. Và, với suy nghĩ này, có giá trị rõ ràng là nhớ rằng mọi phiếu bầu mà bạn thực hiện trong Catalyst đều bảo tồn quyền riêng tư. Và, trong khi các phiếu bầu này được đăng ký on-chain, bất cứ ai khám phá những phiếu bầu đó sẽ không biết bạn đã bỏ phiếu theo hướng nào. Cho dù bạn đã bỏ phiếu hay chống lại một đề xuất, nhưng cũng đáng để xem xét rằng tất cả các đề xuất tuyệt vời đã được gửi vào quỹ 10. Đây là lần đầu tiên nhóm Catalyst gửi đề xuất của chúng tôi cho cộng đồng để đánh giá và cuối cùng quyết định xem có nên đồng ý với nhóm của nhóm Catalyst quá trình 12 tháng tới. Và quan trọng, đây là một cơ hội tuyệt vời chỉ để kỷ niệm tất cả các cột mốc mà nhóm Catalyst IOG và cộng đồng đã có thể cùng nhau đạt được. Và với tất cả những gì trong tâm trí, Danny, chúng ta cần làm gì? Làm thế nào để hãy bắt đầu tiếp? Cái gì tiếp theo? Đúng vậy, thời gian bỏ phiếu cuối cùng là một lễ kỷ niệm quản trị và bây giờ là lúc phải chịu trách nhiệm bằng cách bỏ phiếu về các đề xuất thực sự có ý nghĩa gì đó với bạn, các đồng nghiệp cộng đồng của bạn và thực sự là hệ sinh thái. Mặt trước, như bạn đã nghe, cung cấp rất nhiều cơ hội cho sự đổi mới và tác động và hãy chắc chắn rằng tiếng nói của bạn được nghe và tham gia. Bạn có hai tuần đầy đủ để bỏ phiếu và không cần phải vội vàng. Dành thời gian để hiểu những ý tưởng nào trên lá phiếu và những đội bạn muốn hỗ trợ khi bạn điều hướng qua ứng dụng bỏ phiếu. Tôi cũng muốn khuyên bạn nên sử dụng dụng, dụng cụ cộng teo KNNG quanh Catalyst, chẳng hạn như liedonation com Catalyst, để phân tích chuyên sâu về bất kỳ ý tưởng tuyệt vời nào mà bạn sẽ tìm thấy trong quỹ 10. Như mọi khi, tất cả thông tin và tài nguyên liên quan đến Project Catalyst và quy trình đề xuất nói chung có thể được tìm thấy trực tiếp trên trang web của Project Catalyst IO hoặc cụ thể là cơ sở trung tâm kiến thức. Có thể truy cập tại độc projectcatalyst.io nơi bạn sẽ tìm thấy một ngôi nhà cho tất cả mọi thứ của Project Catalyst. Và hãy nhớ rằng việc bỏ phiếu kết thúc hai tuần kể từ ngày 14 tháng 9 lúc 11 giờ sáng UTC. Bên ngoài điều này, chúng tôi cũng sẽ cho phép bạn tham gia cùng chúng tôi trong các cuộc họp tại thao hon hàng tuần của chúng tôi diễn ra vào thứ tư hàng tuần lúc 5 giờ chiều UTC để giữ liên lạc và thảo luận với những người đi du lịch Cardano và đó thực sự là nó và đi ra ngoài tranh luận tham gia với các thành viên cộng đồng đồng nghiệp và cuối cùng bỏ phiếu của bạn và đó là nó và nó chỉ còn lại để nói những điều may mắn nhất cho tất cả những người đề xuất và bỏ phiếu vui vẻ cho tất cả mọi người tham gia vào giai đoạn bỏ phiếu của Catalyst Chúng tôi rất vui mừng khi thấy những gì kết quả giữ vào giữa đến cuối tháng 9. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt. Và cảm ơn bạn, Chris, Daniel và mọi người trong nhóm Project Catalyst. Và một lời chúc mừng với mọi người trong cộng đồng Catalyst thúc đẩy sự đổi mới cơ sở trên các Dano. Bây giờ, Phan Mười là người quan trọng nhất trong đó cũng như tài trợ dự án, bạn có cơ hội giúp định hình tương lai của nó và tham gia. Khả năng tương tác và khả năng mở rộng luôn là trung tâm của nhiệm vụ của các Cardano. Bây giờ, đó là một năm thú vị với một số giải pháp xây dựng dự án cộng đồng để kết nối và mở rộng quyền truy cập vào các mạng khác, và một chuỗi cũng không ngoại lệ. Temujin Lewis, văn phòng tiếp thị tại một chuỗi, đã dừng lại để thảo luận về việc triển khai gần đây của họ trên mainnet và chia sẻ thêm một chút về những gì đến từ đội. Đây thực sự là lần ra mắt lần thứ ba hiển thị trên các Dano 360. Như hầu hết các bạn có thể biết, lần đầu tiên chúng tôi đến là thông báo rằng chúng tôi đang xây dựng các cầu nối để kết nối các Dano với cả EVM và các mạng không phải EVM khác. Sau đó, lần thứ hai chúng tôi đến là thông báo rằng những cầu nối này hiện đang sống trên pre-product Cardano và, như bạn có thể đoán, lần thứ ba các cầu nối được lên mainnet. Chúng tôi rất vui mừng về điều đó, cũng giống như một chút bồi dưỡng cho những người bạn không biết. Một chuỗi là một dự án tương tác bờ lóc trên tập trung vào RD. Chúng tôi là một trong những dự án đầu tiên, nếu không phải là dự án bờ lóc trên đầu tiên chỉ tập trung vào khả năng tương tác. Chúng tôi đã ra mắt cầu nối xuyên dòng công cộng đầu tiên trở lại vào năm 2018 và chúng tôi cũng đã ra mắt cầu nối đầu tiên kết nối trực tiếp Ethereum và BTC. Với những cột mốc này, chúng tôi rất vui khi đạt được một cột mốc mới và điều này đang kết nối các Dano với 11 mạng khác nhau. Và trong nhiều tháng qua, tất cả chúng tôi đã được thực hiện trên bom cho những cầu nối các Dano này, kể từ vài ngày trước, có lẽ một vài tuần trước vào thời điểm này. Các Dano Bridges trực tiếp trên mainnet, kết nối trực tiếp các Dano mainnet với 11 mạng khác, đây là một số mạng lớn, một số EVM mà bạn đã quen thuộc, như Ethereum và Avalanche C chuỗi, Polygon, nhưng cũng không phải là một số EVM. Hiện tại có những cầu nối trực tiếp kết nối Bitcoin với các Dano cũng như như tròn với các Dano và thậm chí một số tích hợp lớp 2 rất tuyệt. Và bây giờ bạn có thể kết nối trực tiếp từ túy và lạc quan thẳng vào các Dano. Vào ngày thứ nhất, chúng tôi đã cung cấp một vài tài sản có sẵn để bắt cầu. Chúng bao gồm ADA, và bạn thực sự có thể mang ADA từ các Dano đến Ethereum hoặc đến một chuỗi một, nhưng bạn cũng có thể đưa BTC, S, và US vào các Dano Mainnet nơi bạn, bạn có thể, thể sử dụng nó. Để để nó bạn biết bất kỳ ứng dụng phi nào, nào chọn để hỗ trợ các tài sản này. Theo tôi, điều này khá tuyệt vời. Bởi vì theo tôi biết, đây là lần đầu tiên có các Star được hỗ trợ Fiat có sẵn trên các Dano Mainnet. Và bây giờ các Dano được kết nối với cơ sở hạ tầng chuỗi chéo của một chuỗi. Điều này thực sự có nghĩa là về mặt kỹ thuật có thể kết nối giữa các Dano và chỉ có khoảng 30 mạng công cộng khác nhau. Một lần nữa, không phải EVM và EVM và điều này có nghĩa là bất kỳ token các đa gốc nào, cũng như ADA, có thể được bắt cầu cho bất kỳ EVM nào được kết nối bởi hệ thống của chúng tôi. Bất kỳ tài sản ERC20 hoặc tài sản tiêu chuẩn nào từ EVM đều có thể được bắt cầu vào các đa Và sau đó, những người không phải là EVM mà chúng tôi hỗ trợ, và một số tài sản được chọn như BTC, giờ đây cũng có thể được bắt cầu vào các đa trong những tuần tới. Dựa trên cơ bản nhu cầu của bạn, cộng đồng các Dano sẽ kích hoạt các tài sản khác nhau để thực sự phục vụ và giúp hệ sinh thái để phi trên các Dano phát triển. Nhưng điều thú vị nhất khi được tích hợp vào cơ sở hạ tầng chuỗi chéo của chúng tôi là bây giờ bạn là một phần của gia đình. Tất cả các sản phẩm tương tác blockchain trên trong tương lai của chúng tôi mà chúng tôi cũng sẽ hoạt động với các Dano và trong vài tháng tới, chúng tôi cũng sẽ công khai mở nền tảng thông điệp chung của chúng tôi. Điều này cũng sẽ có sẵn trên các Dano. Rất nhiều điều thú vị để mong đợi, và chúng tôi mong muốn được xây dựng hệ sinh thái cùng nhau. Bây giờ, tôi biết có một số hoài nghi về cầu. Tất cả chúng ta đều thấy tin tức với các vụ hách khác nhau và những thứ tương tự đã xảy ra. Và tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhân cơ hội này để cung cấp cho bạn một chút tổng quan về chính xác cách quen trên Bridges hoạt động và những cầu nối các Dano mới này hoạt động. Về cơ bản, chúng tôi muốn mô tả các cầu nối quen trên là những cầu nối chéo trực tiếp, phi tập trung và không bị khóa. Cách thức hoạt động của cơ sở hạ tầng là tại bất kỳ thời điểm nào, sẽ có 25 nốt cầu hoạt động. Đây là những nốt cầu không cần được cấp phép. Có nghĩa là bất cứ ai xem video này ngay bây giờ đều có thể đi và triển khai một nốt cầu một chuỗi. Để tăng sự phi tập trung, các nút cầu hoạt động này nhóm 25 này sẽ được bầu lại hàng tháng. Cuộc bầu cử lại về cơ bản tuân theo logic kiểu proof of stake và càng có nhiều tài sản bạn stake vào cầu với tư cách là một nhà điều hành nút cầu, cơ hội của bạn càng cao. Yếu tố stake này cũng khá quan trọng vì nó hoạt động như một lớp bảo mật bổ sung. Nếu có bất kỳ vấn đề nào với cầu nối, đó thực sự là các nút cầu sẽ bị cắt để bảo vệ tài sản của người dùng. Bạn có thể nghĩ về nó vì các tài sản stack này đóng vai trò là một loại hạn ngạch tối đa cho tổng giá trị tài sản có thể đi qua cầu nối tại bất kỳ thời điểm nào. Tôi sẽ không quá kỹ thuật vì tôi không phải là một chuyên gia, nhưng tôi muốn cung cấp một cái nhìn tổng quan chung về cách các cầu nối hoạt động, nhà khoa học máy tính. Nhưng về cơ bản, cách các cầu nối hoạt động họ không sử dụng nhiều xích mà bạn có thể đã nghe nói đến trong các cầu nối khác nhau chúng tôi sử dụng một cái gì đó gọi là điện toán đa đảng cũng như chia sẻ bí mật của samir bây giờ nó hơi khác với man ti xích trong đó mỗi đốt chỉ ký một giao dịch và bạn kiểm đếm chúng bạn vượt qua ngưỡng và bạn tốt để đi trên thực tế ở đây tất cả các nốt khác nhau một lần nữa được cho phép và tập trung thực sự đang xây dựng một khóa riêng duy nhất để thực hiện các giao dịch chuỗi chéo này và điều này về cơ bản một cách ngắn gọn cách quan trên hoạt động. Vâng, đó là nó cho tôi. Cảm ơn rất nhiều vì đã có tôi trên các Dano 360. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội đến một lần nữa. Có lẽ khi chúng tôi khởi động nền tảng thông điệp chung này trên các Dano, và nếu bạn muốn cập nhật những phát triển này và hơn thế nữa, bạn có thể theo dõi chúng tôi trên Twitter tại quan trên org bạn có thể đến Telegram, hoặc bạn có thể thảo luận với chúng tôi trực tiếp. Đây là tại quan trên chat, và tất nhiên, quan trọng, xin vui lòng thử cầu nối. Đó là tại bridge one org Cảm ơn mọi người. Và một lời chúc mừng lớn với toàn bộ đội OneChain và cộng đồng vì đã đóng góp cho việc mở rộng các Dano với cầu nối của OneChain hiện đang sống trên mainnet. Người dùng các Dano hiện có kết nối với 11 mạng khác và có nhiều thứ thú vị hơn sẽ đến. Và hãy chắc chắn theo dõi OneChain trên Twitter cho điều đó. Bây giờ... Mỗi tháng chúng tôi cố gắng tính năng một số dự án xây dựng trên các Dano và tạo ra các giải pháp để giúp người khác xây dựng. D. Quadrang là một công ty dịch vụ phát triển phần mềm và công nghệ thông tin từ Hà Lan, được thành lập vào năm 2020, và họ đã đóng góp đáng kể cho dự án kể từ đó. Bé nợ Hanlon của chúng tôi đã gặp gỡ với người sáng lập D, Wazran Ronan Span để thảo luận về tác phẩm mới nhất của họ. Hãy xem xét. Cảm ơn vì đã tham gia cùng tôi. Đã được một thời gian kể từ khi chúng tôi thảo luận. Nhưng tôi muốn thảo luận với bạn bởi vì hiện tại, rất nhiều người đang nói về đào tạo nhà phát triển, đặc biệt là trên Twitter và tôi nghĩ bạn có một viễn cảnh thú vị. Bạn có thể cho chúng tôi biết một chút về những gì bạn đã làm. Trên thực tế, chúng tôi đã liên lạc với đào tạo IOG từ rất sớm vì chúng tôi đã được hỏi, với tư cách là một bên phát triển Perlertus, để thực hiện một hệ thống tại một số HK thon nhất định. Và từ đó, chúng tôi đã học được rất nhiều rằng mọi người đang vật lộn về cơ bản với việc thiết lập toàn bộ cơ sở hạ tầng cho các Dano. Và chúng tôi đã nói, chà, chúng ta hãy xây dựng một cái gì đó trên cơ sở những gì chúng ta đã có, mà chúng ta đã tạo ra cho thị trường NFT của chúng ta, mà chúng ta đã phát triển và đó là sự thay thế của phụ trợ ứng dụng perlertop và chúng tôi quyết định bắt đầu xây dựng một ai trên hết để loại bỏ cơ bản là ma sát thiết lập toàn bộ cơ sở hạ tầng và có điểm khởi đầu cho các nhà phát triển đến hệ sinh thái để nhanh chóng phát triển hợp đồng thông minh, để kiểm tra hợp đồng thông minh đó, để tương tác với ví, để sử dụng các mạng khác nhau của các nano và thực hiện hợp đồng thông minh đó. Và phần thứ hai là làm thế nào để bạn làm cho các nhà phát triển dễ dàng bắt đầu và bạn cần có các ví dụ, bạn cần có tài liệu hướng dẫn mọi người về cách họ có thể xây dựng chức năng trên các nano và bên cạnh ai bàn phím trên API các Dano, chúng tôi đã phát triển một bộ tài liệu và ví dụ rộng lớn mà mọi người có thể làm theo và bạn không cần phải đến một cổng thông tin phát triển, tìm một ở đây, b ở đó và bạn phải đặt tất cả lại với nhau để bắt đầu và đó là vấn đề và tốt hơn là có tài liệu tốt rõ ràng với các mẫu tốt và một môi trường mà bạn có thể bắt đầu từ trình duyệt mà không cần bất kỳ sự phụ thuộc nào và bạn có thể đi cho nó bạn chỉ có thể tập trung vào phần mà bạn quan tâm với tư cách là nhà phát triển và xây dựng các hợp đồng thông minh của bạn tôi nghĩ rằng nó thực sự thú vị bởi vì đào tạo nhà phát triển là quan trọng nhưng có nhiều cấp độ khác nhau của các nhà phát triển phải không những nhu cầu khác nhau mà mọi người có và những người tiên phong các chương trình tiên phong khác nhau đã là những ví dụ tốt về việc học tập. Nhưng tôi nghĩ những gì tôi đang nghe bạn nói là điều này sẽ giúp các nhà phát triển đã có thẩm quyền bắt đầu nhanh hơn. Có đúng không? Chính xác. Bởi vì chúng tôi cũng có chức năng trong ai của chúng tôi. Ví dụ, để lấy lại băm, nơi bạn không phải thực hiện mã của riêng mình. Nó chỉ là một đơn giản có sẵn. Bạn có thể lấy nó và bạn có thể sử dụng nó. Và tốt. Bên cạnh đó tất nhiên thật đau đớn khi kết nối với các loại mạng khác nhau đó là một nỗi đau khi tương tác với các ví khác nhau làm thế nào để bạn tổ chức điều đó và đó là tất cả được tổ chức từ bên trong ai bên cạnh những thứ như biên dịch và thử nghiệm tôi nghĩ rằng bạn là một anh hùng vô danh đúng vậy bởi vì bạn hoàn toàn tự tài trợ có đúng không vâng chúng tôi hoàn toàn tự tài trợ chúng tôi đã tự mình bắt đầu điều này như tôi đã nói, sự thay thế ứng dụng Plotus, chúng tôi đã phát triển nó vào năm 2022. Vào tháng 6 năm 2022, có sẵn lâu hơn nhiều so với các bên khác hiện đang quảng bá giải pháp của họ, nhưng nó không được biết đến và tôi nghĩ vẫn còn Cuba ID cũng không được cộng đồng biết đến. Tất nhiên, có những người dùng của nó, nhưng nó có thể là được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, chúng tôi không mạnh mẽ trong tiếp thị. Chúng tôi hoàn toàn tập trung vào kiến thức công nghệ của mình và ứng dụng điều đó trên các Dano. Và chúng tôi muốn mọi người từ cộng đồng các Dano hoặc thậm chí các hệ sinh thái khác để tiếp cận các cuộc phỏng vấn và giúp đỡ. Thật thú vị khi chúng tôi tiếp xúc với những người có ảnh hưởng, những người có thể giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình, bởi vì mục tiêu của chúng tôi là đưa ra một nghìn nhà phát triển mới trên các Dano một số nhóm mục tiêu tôi nghĩ rằng chúng ta có một cái gì đó rất mạnh mẽ ở đây về một chủ đề khác một cái gì đó khác trên twitter gần đây là mọi người hỏi làm thế nào để tạo ra một đao đó là thứ bạn đã có một giải pháp phải không có chúng tôi đã phát triển một giải pháp đao hoàn chỉnh có chứa nhiều dây việc thành lập một tổ chức thêm mọi người vào một tổ chức có một bộ đại biểu nơi mọi người có thể bắt đầu ký trên cơ sở phiếu bầu và thêm và rút khỏi chức năng hoàn chỉnh đó đã có sẵn. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu một số trường hợp sử dụng để tối ưu hóa giải pháp đó và cung cấp nó. Chúng ta có thể nói về nó và xem liệu chúng ta có thể kết hợp điều đó cho hệ sinh thái các Dano hay không. Bạn đã ở các Dano trong một thời gian dài và bạn đã giảm công việc. Tôi nghĩ rằng bạn có hai đề xuất mà bạn đã nhận được trong Catalyst. Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về họ một là id cuba mà chúng tôi nghĩ là một đề xuất rủi ro thấp vì về cơ bản chúng tôi có một giải pháp đang hoạt động chúng tôi hiện đang sử dụng nó trong công ty riêng của chúng tôi cho người đã sử dụng nó được iog sử dụng và có một số người khác đang sử dụng nó nhưng về cơ bản Chúng tôi đang yêu cầu tài trợ để tối ưu hóa nó hơn nữa, để mở rộng chức năng trong đó và có một giải pháp thậm chí còn tốt hơn. Tương tự như phối lại trên Ethereum, và bạn thậm chí còn biết đề xuất sẽ tăng tính minh bạch trong hệ thống Byzantine. Đó được gọi là mềm Pool Explorer và có liên quan đến các nhà vận hành Pool Stack thành viên cá nhân. Hiện tại, các giao dịch ví dụ riêng đang được đặt và các giao dịch này có thể bị thao túng. Điều đó hiện không hiển thị và những gì chúng tôi muốn làm là làm cho cộng đồng hiển thị điều này. Thực sự các hoạt động đang xảy ra trên mạng các Dano và mọi người không tận dụng kiến thức mà họ phải thao túng thứ tự của các giao dịch này. Được rồi. Câu hỏi cuối cùng. Ronan, một câu hỏi mà bạn không bao giờ được hỏi rằng bạn ước mình làm thường xuyên hơn. Tôi muốn rằng chúng tôi, với tư cách là góc phần tư, thường được các nhóm đang tìm kiếm các nhà phát triển yêu cầu là một phần của những gì họ muốn đạt được. Bởi vì chúng tôi biết rất nhiều đội có ý tưởng tốt, nhưng họ không có các nhà phát triển. Nhưng họ luôn chạy đến những cái tên nổi tiếng được trình bày ở khắp mọi nơi. Và chúng tôi, với tư cách là một nhóm nhỏ, không phải là rất nặng tiếp thị và chúng tôi ít được biết đến nhưng chúng tôi đã làm việc từ năm 2020 OG chúng tôi đã thực hiện rất nhiều công việc cho họ và hiện vẫn đang làm việc cho họ trên lớp phần cho foster và bên cạnh đó chúng tôi cũng đang tham gia tổ chức dựa trên thành viên có tên là intersect và tôi nghĩ rằng chúng ta đang có nguồn gốc rất tốt trong hệ sinh thái Cardano. Có rất nhiều kiến thức và kiến thức đó có thể hữu ích cho các đội đang bắt đầu. Vẫn đang vật lộn, họ có thể tiếp cận với chúng ta và xem những gì chúng ta có thể làm cho họ. Cảm ơn rất nhiều, Ronan. Đánh giá cao điều đó. Bạn được chào đón và cảm ơn John đã tham gia cùng chúng tôi ở đó. Và Dequadrant chỉ là một trong những nhà phát triển tuyệt vời với một đề xuất trong quỹ Catalyst 10 Và... Hãy chắc chắn kiểm tra đề xuất của họ và bạn sẽ tìm thấy các liên kết bạn cần trong các ghi chú hiển thị dưới đây. Maestro đang xây dựng một ngăn xếp phát triển để giúp việc xây dựng trên các Dano dễ dàng hơn bao giờ hết, trao quyền cho hệ sinh thái để đổi mới. Maestro tuần trước đã công bố hợp tác với Anastasia Lab để khởi chạy API hợp đồng thông minh cắm và chơi cho Web3 để app development, giúp việc tích hợp block trên các Dano trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ứng dụng của bạn, hot up the press, chúng tôi đã bắt kịp Marvin Burton để tìm hiểu thêm. Xin chào Marvin, thật tốt khi kết nối với các bạn tại sự kiện này vào năm 2023, sự kiện The Evo. Bạn có thể giới thiệu chúng tôi không? Có một khởi động dự án mới mà bạn đang làm việc trong lĩnh vực các nano. Nó có được một số lực kéo và nó khá thú vị với tôi. Di maestro bạn có thể cho chúng tôi biết nó về điều gì không? Nền tảng phát triển đề app cung cấp cho bạn tất cả các công cụ, dịch vụ và API cơ bản để giúp các nhà phát triển và dự án khác xây dựng đề app trên các nano. Nó trừ tượng người sáng tạo để mang ý tưởng của họ vào cuộc lên mainnet. Được rồi, vậy nhóm người ngoài kia sẽ được hưởng lợi và sử dụng sản phẩm của bạn là gì? Chúng tôi thực sự phù hợp với các nhà phát triển cá nhân cho đến doanh nghiệp thành lập. Bạn có thể là người đã xây dựng một ứng dụng trên các Dano và đang cố gắng tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng các dịch vụ của chúng tôi cho cơ sở hạ tầng được lưu trữ. Hoặc bạn có thể là người muốn giới thiệu một tính năng mới được kích hoạt bởi công cụ nâng cao của chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể là người muốn vào các Dano và không biết bắt đầu từ đâu. Bạn có thể đến nền tảng của chúng tôi và nhanh chóng bắt đầu sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi để xây dựng một ứng dụng và xem cách bạn có thể chạy nó từ đầu đến cuối mục tiêu của chúng tôi là trở thành phần mềm trung gian giữa các nhà phát triển người sáng tạo và hệ sinh thái các nano giúp cả các cựu chiến binh trong lĩnh vực và người mới muốn vào hệ sinh thái các nano vậy maestro ở đâu tình trạng phát triển hiện tại là gì và bạn hy vọng đạt được điều gì ở đây tại sự kiện này một vài tháng trước vào tháng 5, chúng tôi đã phát hành cái mà chúng tôi gọi là nền tảng của chúng tôi, một dịch vụ dựa trên đăng ký cung cấp ba dịch vụ chính. Chúng tôi có một trình chỉ mục blog trên cấp doanh nghiệp, cung cấp tất cả các dữ liệu on trên cần thiết để xây dựng các giao dịch và tương tác với các hợp đồng. Chúng tôi cũng có một hệ thống quản lý và giám sát giao dịch tuyệt vời để theo dõi các giao dịch trong thời gian thực. Ngoài ra, Chúng tôi cung cấp các giao dịch Tubo, một công cụ để giúp truyền bá các giao dịch đến mạng. Kể từ khi chúng tôi ra mắt 4 tháng trước, chúng tôi đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, Chúng tôi đã có khoảng 22 triệu cuộc gọi API đến nền tảng của chúng tôi và khoảng 125 nhà phát triển và dự án đã đăng ký và sử dụng nền tảng của chúng tôi. Điều này cho thấy rõ sự thèm ăn cho các loại công cụ này. Từ các nhà phát triển cá nhân đến các dự án lớn, và bạn đang làm gì với Maestro giúp tiết kiệm lao động và đau đớn cho mọi người trong hệ sinh thái này? Nhiều dự án có thể có tài trợ và nguồn lực hạn chế nhưng chúng có những ý tưởng tuyệt vời mà hệ sinh thái hoặc ngành công nghiệp cần. Đạt được các nhiệm vụ này đòi hỏi rất nhiều tài nguyên ở các lớp phát triển, tăng trưởng nhóm và các khía cạnh hoạt động khác nhau. Các đội nhỏ gần như không thể nhận ra những dự án độc đáo này. Những gì chúng tôi làm là tìm ra những thách thức là gì và chiều tượng hóa chúng đây là phần khó nhất đối với chúng tôi ban đầu tìm ra những gì có thể khái quát cho tất cả các dự án khác nhau này và lặp lại nó với những người ban đầu tin tưởng chúng tôi đó là một quá trình liên tục khi chúng tôi xây dựng nhiều sản phẩm hơn và thu hẹp những gì tất cả các dự án khác nhau này có thể sử dụng thay vì chuyên chỉ cho một hoặc hai Chúng tôi liên tục đánh giá và tự đặt câu hỏi trong khi không quá gắn bó với những gì chúng tôi đã xây dựng. Bạn có thể nói về điều đó và cũng đề cập đến bất cứ điều gì khác mà bạn đang mong đợi trong tương lai gần. Bây giờ, 6 tháng đến 6 năm. Chúng tôi sẽ thông báo dịch vụ mới này mà chúng tôi gọi là hợp đồng quản lý hoặc cắm và chơi hợp đồng. Đây thực sự là loại đầu tiên của các Dano. Tận dụng những gì chúng tôi đã giỏi, đó là quản lý cơ sở hạ tầng. Nhưng chúng tôi sẽ đưa nó lên một tầm cao mới. Chúng tôi sẽ tạo ra một nền tảng nơi mọi người có thể cung cấp các hợp đồng nguồn mở cho mọi người sử dụng. Các hợp đồng này sẽ được chuẩn hóa, nhúng và kiểm toán. Sau đó, chúng tôi cung cấp một dịch vụ quản lý toàn bộ ngăn xếp tương tác với hợp đồng triển khai hợp đồng và có thể gửi giao dịch. Tất cả thông qua các API rất đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể tích hợp vào trang web của họ. Tại thời điểm đó, bạn thậm chí không cần phải hiểu cách các nano hoặc bờ trên hoạt động. Bạn chỉ có thể cắm và chơi hợp đồng, nhập chúng vào ứng dụng của bạn và với một vài cú nhấp chuột, kết nối với API và tương tác với các hợp đồng đó. Tôi thực sự nghĩ rằng đó là những gì lĩnh vực cần để tiến tới. trừu tượng hóa sự phức tạp để chúng ta có thể mang lại cho những người thậm chí không ở trong bờ trên nhưng muốn các tính năng dựa trên web. Nếu mọi người ở cùng một trang với tầm nhìn của chúng tôi và muốn tham gia, liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi hoặc đóng góp cho các dự án nguồn mở trong tương lai, họ có thể xem trang web của chúng tôi, truy cập mai .org và tìm chúng tôi trên các nền tảng truyền thông xã hội của chúng tôi. Chúng tôi đang hoạt động trên Twitter, Telegram và Discord. Nếu họ gửi cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời ngay lập tức. Chúng tôi rất năng động và rất gần gũi với mọi người chúng tôi làm việc cùng. Nền tảng này là trực tiếp và họ có thể đăng ký ngay bây giờ với email của họ. Chúng tôi có một tầng miễn phí nơi chúng tôi cung cấp cho họ 100.000 tín dụng mỗi ngày mà họ có thể sử dụng và truy cập tất cả các công cụ của chúng tôi. Thế là đủ để xây dựng toàn bộ đề áp trong pre-product của riêng họ. Tôi mời mọi người dùng thử và nếu họ có bất kỳ câu hỏi nào, chỉ cần đánh chúng tôi. Cảm ơn bạn đã phỏng vấn và cảm ơn bạn vì tất cả những gì bạn đang làm cho hệ sinh thái các Nô. Thật cảm hứng khi thấy bạn điều hành hội thảo này và giúp mọi người ra ngoài. Tôi đang mong chờ những gì các bạn làm và mọi thứ phát ra từ nó. Một lần nữa cảm ơn Marvin vì bản cập nhật đó. Nếu bạn muốn đọc thêm về sự hợp tác của chúng tôi với Anastasia Lab, hãy xem liên kết blog trong các ghi chú hiển thị dưới đây. Book.io là một thị trường web 3 đa chuỗi để mua, đọc và bán sách điện tử và audiobook phi tập trung. Dự án đã đạt được những tiến bộ lớn trong năm nay, và trong khi ở sự kiện Zé Evo, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ bắt kịp họ và nghe thấy mới nhất. Và, Josh, thật tốt khi thảo luận với bạn. Bạn có thể cho chúng tôi giới thiệu nhanh về bản thân và cuốn sách.io. Tôi là George Stone, giám đốc điều hành của book.io. Chúng tôi đang tạo một nền tảng web 3 cho sách điện tử và audiobook, nơi nội dung được phi tập trung và bạn thực sự sở hữu nó. Không giống như ngành công nghiệp sách hiện tại, nơi bạn chỉ mua giấy phép để xem nội dung, làm thế nào thay đổi này ảnh hưởng đến độc giả, nhà xuất bản và tác giả trong cuộc sống hàng ngày của họ. Đối với độc giả, nó có những lợi ích to lớn. Nếu bạn so sánh nó với việc mua một cuốn sách trên Kindle hoặc audiobook trên Audible, sau khi bạn đọc hoặc nghe nó, bạn sẽ bị mắc kẹt với nó mãi mãi. Bạn không thể cho nó đi, quyên góp nó hoặc bán lại nó. Về cơ bản, nó có giá trị nội tại bằng không. Với giải pháp dựa trên blockchain trên của chúng tôi, bạn thực sự sở hữu các đối tượng kỹ thuật số, và khi bạn hoàn thành chúng, bạn có thể cho chúng đi, cho họ mượn một người bạn hoặc bán lại chúng. Nó cung cấp cho bạn quyền tự chủ đối với việc mua hàng của bạn. Giống như một cuốn sách vật lý, đối với các tác giả và nhà xuất bản, cũng có nhiều lợi ích. Dữ liệu hiện tại quay trở lại thương mơ đục, nhưng với giải pháp của chúng tôi, chúng có được sự minh bạch hơn và kiểm soát công việc của họ. Từ các nhà bán lẻ lớn đến các nhà xuất bản, họ thực sự không có cách nào để kiểm toán dữ liệu đó, họ cũng không có quyền truy cập người tiêu dùng trực tiếp và họ không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc ai đã mua sách của họ hoặc ai đang đọc sách của họ điều này sẽ cho họ quyền truy cập trực tiếp của người tiêu dùng và nếu họ có một tiêu đề mới xuất hiện mà bạn có thể quan tâm họ sẽ có khả năng cho bạn biết và cũng tham gia ở cấp độ xã hội sâu hơn với các câu lạc bộ sách tương tác với tác giả và nội dung loại androck miễn phí và tất nhiên vì đây là một đối tượng có thể được giao dịch họ có thể nhận được một số tiền bản quyền cho những người trong một thị trường thứ cấp không tồn tại ở phía in hoặc kỹ thuật số ngay bây giờ nó gần như mang lại ý thức về tinh thần của những cuốn sách vật lý và loại tương tác và mối quan hệ mà họ đã xây dựng theo thời gian nhưng thông qua blockchain chúng tôi thực sự sử dụng sách in rất nhiều trong các cuộc thảo luận của chúng tôi với các nhà xuất bản để giúp họ hiểu rõ hơn bởi vì nếu bạn nghĩ về nó theo mô hình cấp phép kỹ thuật số thì điều đó không giới hạn và bạn đã loại bỏ sự khan hiếm trong mô hình của chúng tôi, vì nó giống như in ấn, chúng tôi có thể nói rằng có một số lượng hữu hạn những cuốn sách này tồn tại, và nếu tất cả họ đã bán hết và bạn muốn thực hiện lần chạy thứ hai, bạn có thể làm lại một bộ hoàn toàn khác với nghệ thuật bìa khác nhau hoặc sửa đổi cuốn sách. Nó cho phép rất nhiều tùy chọn khác nhau. Về tình trạng hiện tại của cuốn sách .io, chúng tôi đã chính thức ra mắt hơn một năm trước Tháng 7 năm ngoái là 22, chúng tôi đã làm cho nó một năm mà tôi nghĩ là một thành công tốt, đặc biệt là trong mùa đông crypto mà chúng tôi đang ở. Tiếp tục phát triển và thêm nhân viên mới, cũng như đăng ký các nhà xuất bản mới. Nó đang diễn ra thực sự tốt. Chúng tôi đã bán được hơn 100 tiêu đề trong năm ngoái, có hơn 150.000 đơn vị riêng lẻ. Thành thật mà nói, thật tuyệt vời khi xem xét tình trạng của chu kỳ crypto hiện tại, nhưng tôi nghĩ đó là vì nó có tiện ích thực sự có một cái gì đó sâu sắc hơn chỉ là một bức ảnh của một bác. Giá trị của việc có nó thực sự là cuốn sách thực tế của độc giả. Đối với các tính năng và sự phát triển sắp tới, có lẽ điều thú vị nhất mà chúng tôi đã xuất hiện trong thời gian ngắn là bắt đầu phát hành audiobook. Chúng tôi thực sự đã xây dựng và làm việc trong người đọc. Một trong những nhà xuất bản audiobook lớn nhất đã ký hợp đồng với chúng tôi tôi cực kỳ hào hứng với điều đó bởi vì phân khúc audiobook đang phát triển nhanh chóng và việc tiêu thụ audiobook một cách thụ động khi bạn làm việc hoặc thực hiện các hoạt động khác dễ dàng hơn nhiều. chúng tôi đang cập nhật tất cả các ứng dụng và người đọc để thực hiện một bản ra mắt lớn xung quanh bản phát hành audiobook. nếu mọi người quan tâm đến việc kết nối hoặc tham gia, họ có thể đi đến book io. họ có thể nhận được liên kết đến các ứng dụng của chúng tôi từ đó cho ios và android. chúng tôi cũng có một cộng đồng Discord có thực sự tốt đã phát triển và phát triển mạnh. Thật tuyệt vời vì chúng tôi đã bắt đầu trên các Dano, nhưng chúng tôi là một nền tảng đa chuỗi, và bất kỳ tác giả nào cũng có thể xuất bản trên blog trên ưa thích của họ. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hệ thống chuỗi treo lớn hơn, Nơi mọi người tin rằng blockchain và tiện ích là tương lai của web3, khả năng tương tác và làm việc cùng với các chuỗi khác là tốt hơn cho tất cả chúng ta. Chúng ta vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng đó là một thời gian thú vị và khám phá với sự phát triển nhanh chóng. Cảm ơn bạn đã đến và thảo luận với tôi. Thật tốt khi nhận được bản cập nhật này và tôi hoàn toàn đánh giá cao nó. Cảm ơn vì đã mời tôi. Và chúng tôi đã có niềm vui được gặp gỡ với một loạt các dự án tuyệt vời xây dựng trên các dano tại sự kiện ZEIVO. Hãy theo dõi để có thêm các cuộc phỏng vấn và cập nhật sẽ sớm xuất hiện Được công bố tại ScottFest năm ngoái Nhóm Midnight đã rất chăm chỉ để phát triển sai trên mới này của các nano tập trung và bảo vệ dữ liệu trong một thế giới kỹ thuật số đang phát triển Mauricio Magani, người đứng đầu sản phẩm cho Midnight đã dừng lại lần đầu tiên trên các sáu 360 để chia sẻ thêm về tiến trình họ đã đạt được và chia sẻ một số tin tức. Xin chào mọi người, tôi là Dominica và tôi làm việc tại IOG với tư cách là người quản lý tiếp thị. Tôi ở đây với Mauricio. Xin chào Mauricio. Xin chào Dominica. Cảm ơn vì đã mời tôi. Gần đây bạn đã tham gia nhóm Midnight. Bạn có muốn giới thiệu bản thân với cộng đồng không? Cảm ơn. Tôi là người đứng đầu sản phẩm vào lúc Midnight. Tôi đã tham gia vào bờ blockchain từ năm 2014 và kể từ năm 2017, tôi đã làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp dựa trên bờ blockchain. Tôi tổ chức podcast Rock Rock hàng tuần, nơi tôi chia sẻ phân tích của mình về các trường hợp sử dụng trong thế giới thực với khán giả nói tiếng Bồ Đào Nha và tôi đã làm việc trong các dịch vụ chuyển đổi và tài chính kỹ thuật số trong hơn 20 năm. Thật tuyệt vời, chúng tôi rất vui vì bạn đã tham gia đội Midnight và trong trường hợp ai đó không quen thuộc với dự án bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về Midnight là gì không? Chắc chắn. Và nếu bạn chưa nghe về Midnight, đây là một blog trên bảo vệ dữ liệu bảo vệ dữ liệu thương mại và cá nhân nhạy cảm. Nó được thiết kế để thân thiện với quy định, có nghĩa là nó sẽ cho phép người tạo đề áp tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn trong ngành của họ. Midnight sẽ sử dụng mô hình lập trình đầu tiên bảo vệ dữ liệu mới, Kakina và ZK Group, nếu bạn có thể cho chúng tôi biết thêm một chút về những vấn đề mà Midnight nhằm mục đích giải quyết có thách thức phát triển các ứng dụng phi tập trung an toàn này bảo vệ dữ liệu người dùng đây là kiến thức phổ biến trong crypto và trong khi những lo ngại xung quanh lỗ hổng của các hệ thống tập trung truyền thống đối với việc hack phi tập trung cung cấp một giải pháp tuy nhiên sự phức tạp của các rủi ro phơi nhiễm on trên bờ blockchain và tuân thủ quy định đã cản trở việc ứng dụng Midnight nhằm mục đích giải quyết những điều này bằng cách đảm bảo quyền riêng tư mà không cần tương quan dữ liệu on-chain, tăng cường bảo mật, đơn giản hóa sự phức tạp phát triển của dữ liệu bảo vệ đề áp, đồng thời cung cấp cho các nhà xây dựng đề áp khả năng tuân thủ các quy định. Midnight nhằm mục đích bảo vệ các quyền tự do cơ bản của sự liên kết, thương mại và biểu hiện chống lại các mối đe dọa, và mục tiêu của chúng tôi là trao quyền cho các hoạt động hợp pháp trong khi bảo vệ xã hội, tạo điều kiện cho thương mại an toàn và biểu hiện không kiểm duyệt, trong khi duy trì sự để tuân thủ quy định và quyền riêng tư dữ liệu nghe có vẻ tuyệt vời. Cảm ơn. Mauricio, tôi nghĩ rằng đó là một dự án được chờ đợi rất lâu. Bạn có muốn chia sẻ những tin tức lớn không? Và đó là sự khởi đầu của hành trình tuyệt vời này. Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi sẽ sớm mở các ứng dụng cho truy cập đề app và đề phim Midnight. Chúng tôi mời tất cả những người đam mê công nghệ và tiên phong. Dự án và nhà phát triển của các Dano và ZK muốn truy cập sớm vào công nghệ của chúng tôi và có tác động thực sự đến tương lai của Midnight và những chiếc ghế này bị hạn chế. Hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ mời hàng trăm đội cho lần ra mắt ban đầu này. Nghe có vẻ tuyệt vời. Và chúng tôi khuyến khích tất cả những người hào hứng với công nghệ ZK để tìm kiếm các bản cập nhật. Cộng đồng có thể tìm hiểu về những bản cập nhật này ở đâu. Chúng tôi sẽ ra mắt ứng dụng DevNet vào tháng 9 cùng với các phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi và một trang web mới. Và hãy để mắt bạn gọt vỏ cho những bản cập nhật này và tham gia với chúng tôi cho hành trình thú vị này tuyệt vời cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia với chúng tôi và chia sẻ những bản cập nhật thú vị này cảm ơn nếu bạn là một nhà phát triển và muốn tham gia Midnight DevNet, bạn sẽ tìm thấy liên kết và liên kết đến mọi thứ khác mà chúng tôi đã đề cập trên 360 trong tháng này trong các ghi chú hiển thị dưới đây. Đó là nó cho tháng 8, một vài điều cần mong đợi vào tháng 9. Chúng tôi sẽ có nhóm ma lâu trong chương trình để thảo luận về một số công việc mà họ đã làm. Và trước đó, các đội đã yêu cầu bất kỳ người đề xuất Catalyst nào liên quan đến ma lâu chia sẻ video của họ về các dự án của họ. Làm thế nào Malo giúp họ đạt được mục tiêu và giải quyết các vấn đề của người dùng? Các sân sẽ được chia sẻ trên xử lý Twitter của Malo. Và để được xem xét, bạn chỉ cần điền vào biểu mẫu trong các ghi chú hiển thị dưới đây và gửi video của bạn bằng liên kết. Tháng tới, chúng tôi cũng sẽ mang đến cho bạn một bản cập nhật trên sàn cho net. Testnet phát triển mới để xây dựng các tính năng và khả năng quản trị cho các Dano. Sam Laser sẽ tham gia 360 để cung cấp cho chúng tôi một bản cập nhật và A bản demo. Và trong khi đó, nếu bạn là một SPO và muốn tham gia, Hãy xem san.network. Trong những ngày tuyệt vời ở đây tại sự kiện z ở Colorado, chúng tôi sẽ sớm trở lại trên đường. Chúng tôi sẽ tham gia cộng đồng NFT đáng kinh ngạc của các Dano ở Las Vegas tại sự kiện NFT. Trở về trung tâm hội nghị Las Vegas từ ngày 29 tháng 9 đến tháng 10 thứ nhất năm nay. Và nếu bạn sẽ ở đó, hãy chắc chắn rằng bạn ghé qua và nói xin chào với nhóm IOG, Quỹ Cardano, Emergo, Village World Mobile, Reflex và Intersect dựa trên thành viên Cardano mới tổ chức. Nếu bạn muốn lấy một số vé, bạn có thể xem liên kết bên dưới. Đó là cho 360 trong tháng này. Chúng tôi sẽ gặp bạn vào tháng 9. Các bạn vừa nghe xong phần tóm tắt của nội dung của Essential Cardano 360. Tháng 8 năm 2023. Video được thực hiện vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Nội dung tổng hợp và dịch thuật được thực hiện bởi các dano.vn hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.